Chương trình đón Tết cổ truyền Bum Pi Mai của Lào với nhiều hoạt động ý nghĩa như biểu diễn nghệ thuật, cúng cầu may, buộc chỉ cổ tay, té nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho lưu học sinh, nhằm động viên khích lệ các em luôn nhớ về truyền thống dân tộc và cảm nhận không khí Tết Bum Pi Mai đầm ấm như ở quê nhà. Năm nay là năm thứ tư mà em ăn Tết ở đây rồi à. Em là học sinh năm cuối của trường văn hóa. Em thấy mình xa nhà, năm nào em cũng không được về à. Nhưng mà nhà trường rất quan tâm đến chúng em, tổ chức cho chúng em là lễ buộc chỉ cổ tay này, Tết té nước, tổ chức ăn uống và tất cả mọi thứ nhà trường lo cho chúng em hết ạ. Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên đang có gần 1.400 lưu học sinh Lào theo học tại 11 trường trên địa bàn, thuộc 4 hệ đào tạo từ trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và sau đại học. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo tại Việt Nam, đã trở về quê hương, cống hiến cho Đảng và Nhà nước Lào. Năm nay tình hình Covid đã kiểm soát tương đối là tốt, cho nên là chúng tôi tổ chức rất trọng thể và được sự tham gia của các cơ quan liên quan từ trung ương tới địa phương, các đoàn thể. Và tôi hy vọng rằng cái Tết này đấy sẽ làm cho các em rất vui, vui như là ở quê. Thông qua các hoạt động này đã thắt chặt tình cảm gắn bó giữa các bạn lưu học sinh với người dân tỉnh Thái Nguyên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho lưu học sinh Lào về mối quan hệ, tình hữu nghị đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam, Lào.